nơi mỗi bóng mát của cây là một câu chuyện dưỡng nuôi của thiên nhiên nguyên sơ, nơi mỗi làn gió mang sinh khí mát mẻ của một vùng đất tự nhiên phóng khoáng, nơi mỗi giọt nước là khởi nguồn của mạch sống trù phú đầy trong lành thuần khiết. Bên dòng suối trong xanh, giữa những cánh rừng trùng điệp, trong khu vườn nhiệt đới yên bình là Hà Nội Tropical Garden. Tọa lạc tại Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội, dự án Hà Nội Tropical Garden cách trung tâm Hà Nội chỉ 30 phút di chuyển, là nơi để thỏa mãn chất sống ven đô, đủ xa những ồn ào phố thị, đủ gần để kết nối trung tâm và những tiện ích cận kề đáng sống. Trên quy mô 6,24 hectare, những ngôi biệt thự khang trang được đặt để bên dòng suối mát lạnh. Từ đó, Hà Nội Tropical Garden được vẽ nên hình hài. Chỉ với 28% mật độ xây dựng, 84 căn biệt thự hiện đại đang xen giữa những tán cây xanh mát và mặt nước tự nhiên như một dấu ấn của khu vườn nhiệt đới giữa thiên nhiên nguyên sơ. Mỗi căn biệt thự là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa sự tinh tế, hài hòa và sang trọng, được ẩn giấu và giữ gìn bởi thiên nhiên. Mọi chi tiết đều hướng tới sự đơn giản nhưng hoàn hảo, xóa bỏ khoảng cách giữa không gian nội thất và sân vườn xung quanh. Hà Nội Tropical Garden có hệ thống tiện ích nội khu chuẩn chất resort với suối cò, hồ Vũ Điệp, thủy đình, clubhouse bungalow, bể bơi vô cực, đảo chuồn chuồn, sân thể thao. Đặc biệt, cư dân Hà Nội Tropical Garden được thừa hưởng quần thể tiện ích Sun Villas chỉ cách 5 phút di chuyển, tạo nên một hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp vượt trội. Bởi mỗi góc cảnh quan là một bức tranh của khu vườn nhiệt đới mà chúng tôi chăm chút vẽ nên. Bởi mỗi cư dân là một vị tinh tú mà chúng tôi dưỡng nuôi những cảm xúc sống an lành nhất. Bởi 84 căn biệt thự là 84 mái nhà an ấm, là 84 món quà vô giá cho thế hệ mai sau với cuộc sống bên thiên nhiên an hiền. Hà Nội Tropical Garden, thiên đường xanh, sống an lành, một sản phẩm của Xuân Cầu Holdings, phát triển bởi S.